Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân đang theo dõi bản tin nông nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu bản tin hôm nay, như thường lệ sẽ là một số tin tức nông nghiệp trong nước. Thưa quý vị, tỉnh Kiên Giang đã kết nối tiêu thụ gần 416.000 tấn nông thủy sản để xảy ra đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng lương thực, thực phẩm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, tiêu thụ ngoài tỉnh là hơn 139.000 tấn, trong tỉnh là trên 275.000 tấn. Nhờ đó đã kịp thời cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng. Theo ước tính, hiện toàn tỉnh còn tồn đọng hơn 2.200 tấn nông thủy sản các loại. Đã tới kỳ thu hoạch nhưng chưa kết nối được nhà tiêu thụ. Trong đó, thủy sản nuôi là trên 1.300 tấn, rau củ quả như khoai lang, khoai môn khoảng 900 tấn. Chuyển sang những thông tin sản xuất nông nghiệp trong tỉnh. Thưa quý vị, Bắc Cạn phấn đấu đến năm 2025, thành lập được 14 hợp tác xã trồng và chế biến chè tại các vùng trọng điểm. Theo đánh giá, hiện toàn tỉnh mới có một nhà máy chế biến chè tại huyện Chợ Đồn. Ngoài ra, có một số hợp tác xã mới được thành lập tại các huyện Ba Bể, Chợ Mới. Phần lớn nguyên liệu búp chè tươi trên địa bàn tỉnh vẫn còn được chế biến ở quy mô hộ nhỏ lẻ. Sản phẩm búp chè khô chưa có tính cạnh tranh cao so với các sản phẩm chè ngoài tỉnh. Với việc quy hoạch các vùng chè trung du và chè sản tuyết tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn cũng định hướng thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để xây dựng các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm chè theo mô hình các chuỗi giá trị. Thưa quý vị khán giả, cùng với nâng cao năng lực chế biến, tỉnh Bắc Cạn cũng xác định thực trạng hiện nay, nhiều diện tích chè người dân trồng lâu năm đã xả cỗi, thoái hóa, không đảm bảo chất lượng. Cải tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm chè đang là bài toán đặt ra cho người trồng chè hiện nay. Ghi nhận của phóng viên bản tin. Là hộ trồng chè lâu năm ở xã Quân Hà, bà Hứa Thị Bê nhận thấy sản lượng chè hàng năm ngày càng giảm. Chất lượng cũng không cao như trước đây. Đến năm 2017, được sự hỗ trợ về cây giống từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gia đình bà đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 5.000 m² chè cũ sang trồng giống chè cành. Sau vài năm chăm sóc, gia đình bà nhận thấy giống chè cành đem lại năng suất cao hơn, ít sâu bệnh, sản phẩm chè được giá hơn giống chè cũ. Thì thấy cái hiệu quả của chè nó cũng có thể cao hơn những cái loại cây giống khác. Cái chè cành thì bây giờ giá cả thị trường hiện tại bây giờ thì giá chè cành là nó cao hơn cái chè ta của mình. Chè ta của mình bây giờ được 150, nhưng chè cành nó được 180 rồi. Còn chính vụ của nó thì cái giá chè ta mình chỉ được tầm 80.000 thôi, nhưng mà giá chè này vẫn là 120. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 2.100 hectare chè, sản lượng đạt 8.000 tấn mỗi năm. Tuy nhiên hiện mới có hơn 80 hectare được chứng nhận đạt các tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn thực phẩm. 179 hectare được cải tạo. Trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bắc Cạn phấn đấu đến năm 2025, có 2.500 hectare chè đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và có nhãn mác bao bì. Diện tích được chứng nhận Việt Gáp là 750 hectare và có thể truy xuất được nguồn gốc. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc vận động người dân cải tạo, thay thế các giống chè cũ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, tỉnh còn triển khai dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Cạn, với mục tiêu từng bước nâng cao sản phẩm chè, đặc biệt tại các vùng trọng điểm. Thế đối với lại cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Chợ Mới, thì chúng tôi xác định là có các cái ngành hàng chủ lực, đặc biệt là 6 cái ngành hàng chủ lực. Trong đó ngành chè thì đối với lại chè trung du thì chúng tôi có tập trung ở các xã, đó là thị trấn Đồng Tâm, Yên Đĩnh, Quảng Chu và Thanh Thịnh. Đối với lại ngành chè san tuyết thì chúng tôi có ở Yên Hân và Yên Cư. Cùng với việc nâng cao chất lượng, tỉnh Bắc Cạn cũng chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào khâu chế biến, bảo quản, củng cố hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác để đưa thương hiệu sản phẩm chè đến với các thị trường lớn trong nước và hướng tới xuất khẩu. Để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển, hợp tác xã là một mắt xích quan trọng trong việc hình thành các liên kết từ vùng nguyên liệu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Thời gian qua, tỉnh Bắc Cạn đã chú trọng phát triển các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Hợp tác xã Hoa Lộc Trời ở xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể được thành lập từ năm 2021,
trên cơ sở liên kết các hộ trồng cây ăn quả tại địa phương. Nhờ trao đổi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, hơn 10 hectare cây ăn quả của hợp tác xã gồm bưởi, cam, quýt, hồng không hạt phát triển tốt, mẫu mã và chất lượng đồng đều. Hợp tác xã cũng đã liên kết để tìm đầu ra, tiêu thụ ổn định sản phẩm của các thành viên. Nhờ đó đời sống của các thành viên hợp tác xã được đảm bảo. Cái khu mình đây là được cái thuận lợi cái là đất nó độ dinh dưỡng nó cao này. Và cái thuận lợi nữa là cái khí hậu của mình nó mát nên nó hợp với cây ăn quả, cây có múi. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 270 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 144 hợp tác xã nông nghiệp, 122 tổ hợp tác. Các hợp tác xã đang hoạt động khá hiệu quả trong việc liên kết, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 như hiện nay. Xác định được vai trò quan trọng của hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, tỉnh Bắc Cạn cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 350 hợp tác xã, trong đó có 70% là hợp tác xã nông nghiệp và nông nghiệp tổng hợp. Thu nhập bình quân các thành viên hợp tác xã đạt 6 triệu đồng một người mỗi tháng trở lên. Và bây giờ cái chủ trương ấy là chương trình OCOP thực ra là một chương trình trong nội dung phát triển, nội dung xây dựng nông thôn mới. Và bây giờ nó gắn chặt với cái việc ấy là thực hiện các cái nhóm tiêu chí về thu nhập, về tạo ra những cái nhóm về kinh tế, phát triển kinh tế nông nghiệp. Đặt cái mục tiêu là phải đi về chiều sâu để phát triển nó bền vững là một, hai là mở rộng quy mô các cái sản phẩm mà đã có, đã được công nhận, để nâng cao chất lượng, nâng cao quy mô để mà đáp ứng cái nhu cầu thị trường. Với sự hỗ trợ từ các chính sách của tỉnh, sự thay đổi trong tập quán sản xuất của người dân, kinh tế tập thể đang từng bước khẳng định vai trò trong quá trình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại địa phương. Thưa quý vị, những năm qua bên cạnh mở rộng diện tích, bà con nông dân đã chú trọng đến nâng cao chất lượng các loại cây ăn quả đặc sản của tỉnh. Thời điểm năm 2011, toàn tỉnh chưa có diện tích cây ăn quả được công nhận đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay đã có 46 hectare cam, quýt, hồng không hạt được chứng nhận Việt Gáp, trên 340 hectare được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm. Đây là một trong những tiêu chí để đảm bảo sản phẩm nông sản của tỉnh đủ điều kiện tham gia chuỗi cung ứng nông sản an toàn cho các tỉnh, thành phố trong cả nước và hướng tới xuất khẩu. Tuy nhiên, diện tích này còn rất ít so với tổng diện tích gần 2.400 ha cây ăn quả đặc sản hiện nay. Việc xây dựng vùng cây ăn quả đạt các tiêu chuẩn còn khó thực hiện do các diện tích còn nhỏ lẻ theo quy mô hộ, nên việc áp dụng công nghệ vào sản xuất cũng như kiểm soát chất lượng còn hạn chế. Thưa quý vị, để nâng cao thu nhập cho gia đình, nhiều người dân đã tìm tòi đưa ra những loại cây trồng mới và sản xuất tại địa phương. Nhận thấy tiềm năng từ thị trường, ông Đường Văn Điện ở xã Cao Thượng, huyện Ba Bể đã phát triển mô hình trồng bưởi, bước đầu đem lại thu nhập khá. Ghi nhận của phóng viên bản tin. Trước đây, ông Điện và vợ thu mua buôn bán nông sản trong vùng, nhận thấy tiềm năng phát triển các loại cây ăn quả là rất lớn. Năm 2016, gia đình ông đã đầu tư hơn 4 hectare đất đồi để xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Ông trồng hơn 700 cây bưởi các loại như bưởi da xanh, bưởi đường, bưởi phúc trạch. Sau hơn 5 năm chăm sóc, diện tích bưởi trồng đã cho thu hoạch. Quả bưởi được thị trường ưa chuộng nên tiêu thụ thuận lợi. Nếu mà theo hiệu quả kinh tế năm nay ấy, thì dự định của anh là chắc chắn là nó sẽ thuận lợi hơn mình trồng so với cây ngô và cây lúa nhiều. Nó sẽ đem hiệu quả kinh tế sẽ rất là cao hơn. Anh đang ý tưởng là định xây dựng cái mô hình này là về làm một cái vườn nông trại sinh thái, làm nông trại sạch. Theo ông Điện, khí hậu ở Cao Thượng mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp nên cây bưởi phát triển khá nhanh. Trồng bưởi không mất nhiều công chăm sóc nhưng cần chú ý sâu bệnh. Để đảm bảo chất lượng, gia đình ông chỉ sử dụng các loại phân bón hữu cơ nên quả bưởi mọng nước, vị ngọt. Ông còn tận dụng diện tích đất đồi rộng để xây dựng mô hình khép kín, nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi gà thả đồi, nuôi trâu bò để lấy phân bón cho cây, hướng tới xây dựng mô hình nông trại sạch. Giá thì cũng không thua kém các nơi, ăn thì cũng ngon mà ngọt mã cũng được. Nói chung đất ở đây thì nó cũng hợp với cây có múi. Hiện trên thị trường quả bưởi khá được ưa chuộng, nhưng chủ yếu được thương lái nhập từ các tỉnh khác đến tiêu thụ. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư trồng bưởi nhưng với quy mô nhỏ lẻ.
Từ mô hình của ông Điện cho thấy đây là loại cây ăn quả còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nông nghiệp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tuần tới.